Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, gia đình và fan góc nhìn Hoàng Duy Hùng. Ngày 22 tháng 7 năm 2021. Thưa quý vị, hôm 21 tháng 7, Chính phủ Việt Nam ban hành nghị quyết 70. Theo tinh thần nghị quyết 70 thì trước đây Bộ Văn hóa và Thể thao cùng với Bộ Thông tin và Truyền thông lo về vấn đề mà kiểm duyệt rồi hạn chế rồi giám sát cũng như là theo dõi những cái hoạt động trên mạng xã hội và có những chế tài nhưng mà bây giờ đó thì để tránh những cái sự trồng chéo đó thì tất cả việc đó từ vấn đề chế tài thuộc về phạm vi của bộ Thông tin và truyền thông, Bộ Thông tin và truyền thông sẽ chế tài và đặc biệt là không để cho những kênh YouTube cũng như là Facebook mà nhét quảng cáo vào. Nếu mà những kênh cũng như là những trang Facebook có những nội dung xuyên tạc, bịa đặt, à, chống phá lại Đảng và nhà nước cũng như là đi ngược lại với những quy tắc của cộng đồng làm cho vấn đề xã hội rối bời lên làm cho mạng xã hội không có được trong sạch thì không được nên là nghị quyết 370 nghị quyết 70 sẽ để cho bộ thông tin và truyền thông sẽ chế tài chế tài nhất là các mạng xã hội xuyên quốc gia như Facebook, Instagram, Youtube, vân vân Thì Bộ Thông tin và Thương mại sẽ yêu, đã yêu cầu là các cá nhân tổ chức trong và ngoài nước luôn là phải đăng ký với Bộ Thông tin và Truyền thông để được có quảng cáo điều này thưa quý vị nó rất tốt nó tốt là sao là tại vì một số cơ quan và những kênh nước ngoài làm youtube thưa quý vị họ bịa rất là nhiều chuyện tấn công đảng và nhà nước nhưng mà là người trong nước có xem thì ở trong nước nhét quảng cáo vào trên các cái kênh đó thì họ được lợi nhuận từ bên phía việt nam Tôi nói thí dụ như bản thân tôi đi, cái kênh này của tôi là ở trong Việt Nam cũng xem rất là nhiều Và khi mà xem thì quảng cáo ở trong Việt Nam là của các công ty Việt Nam Dầu tôi không biết nhưng mà Youtube có những người uh, nhân viên họ thu lấy quảng cáo bên Việt Nam Và cho những người xem ở tên Việt Nam được thấy những quảng cáo đó Thì tức là tôi có cái lợi nhuận từ bên phía Việt Nam mà nếu mà tôi muốn có cái lợi nhuận đó thì tôi phải đăng ký với Bộ Thông tin và Truyền thông của Việt Nam thì mới được có quảng cáo ở Việt Nam. Nhưng mà những nơi khác thưa quý vị như ở tại nước Mỹ hay là tại nước Đức hay là ở tại Thái Lan gì đó thì nó nằm ở ngoài cái phạm vi của Việt Nam thì họ lấy cái quảng cáo, YouTube lấy quảng cáo là ở nước Mỹ thì cái chuyện đó là chuyện ở nước ngoài, Việt Nam không muốn kiểm soát cái chuyện đó. Việt Nam chỉ muốn kiểm soát vấn đề quảng cáo lợi nhuận từ bên phía Việt Nam. Nên là tôi nói thí dụ như những cái kênh mà muốn nhận quảng cáo của Việt Nam ở trong Việt Nam á, tức là cái lượng người xem ở Việt Nam thì phải đăng ký với bộ thông tin và truyền thông. Thưa quý vị, kênh của tôi đó thì coi như là 90 90 92% là lượng người xem và đăng ký bên Việt Nam. Nên là chính yếu của tôi bây giờ là những người ủng hộ ở trong Việt Nam là 90 tới 90 mấy phần trăm, ở tại nước Mỹ chứ có khoảng cái chừng có 5%. Và những quốc gia như Canada hoặc là Liên Âu cộng lại nó thành khoảng chừng 3 4% nữa cho nên nên là kênh của tôi nếu tôi không có đăng ký bên Việt Nam thì tôi sẽ không được cái quảng cáo bên Việt Nam nhưng tôi vẫn được quảng cáo ở những quốc gia mà 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 tôi ở ở ngoài này làm việc như là nước Mỹ, nước Canada hoặc là Liên Âu vân vân hay nước Úc. Vậy thì nếu mà tôi muốn có quảng cáo, nhận được tiền quảng cáo từ những quảng cáo ở trong Việt Nam thì tôi phải đăng ký với Bộ Thông tin và Truyền thông. Đó là Nghị định 70 được ban hành ngày 21 tháng 7 và theo nghị định này thưa quý vị như tôi đã nói rồi là các kênh trên mạng xã hội là phải gọi là tự giác là tốt nhất nhưng mà có nhiều người không tự giác. Tự giác là tốt nhất. Tự giác là tốt nhất để họ giữ những cái vấn đề cho chính họ. Nhưng có những cái con người bẩn bựa thôi quý vị. Tôi nói thí dụ như có người đã lập kênh cả cả gần một năm rồi. Mà không có đủ người đăng ký 1.000 Cái kênh này chỉ muốn là làm sao có người đủ đăng ký 1.000 Để xin được có quảng cáo Nên là làm lắm trò lắm, Là bìa hết chuyện này sang chuyện khác Tấn công tôi thì chuyện bình thường rồi Nhưng mà Chửi bới người này người nọ Mong rằng là sẽ có những người sẽ đăng ký thêm đủ 1.000 Để rồi làm live stream rồi để rồi uh, có quảng cáo nhưng mà rồi cái kênh này thưa quý vị là người ta khám phá ra là đó là một tên bẩn bựa thứ thiệt một tên uh, chắc trước đây chỉ là là đá cá lăng dưa nằm ở trong cái nhóm chợ búa cho nên chưa gì là đòi là hâm dọa hâm dọa những người mà không có đồng ý thí dụ như là hâm dọa cái các cái chủ kênh khác thì đó là những cái việc làm nó bẩn bựa, nó là côn đồ trên mạng. Nó là côn đồ trên mạng. Họ không có tự ý thức cái lương tâm của họ. Thế thì Bộ Thông tin và Truyền thông có siết chặt được lên trên những cái kênh này hay không? Thưa quý vị, những cái kênh này nó chưa có quảng cáo. Và nó còn thấp lắm cho nên chắc là Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam cũng không quan tâm lắm. Nhưng mà nó liên quan đến hình sự thì chắc là công an mạng phải nhập cuộc tại vì đã hâm dọa nhau thì là, là một cái chuyện khác rồi những người hỏi rằng là chứ liệu nhà nước việt nam có siết chặt được lên trên facebook và youtube cũng như instagram hay không trước đây á là việt nam cũng đã có những cái quyết tâm như vậy nhưng mà mạng xã hội nó rất là khó vì nó là xuyên quốc gia nó là một cái gì khá ảo cho nên là Việt Nam có siết chặt được hay không thì tôi nghĩ rằng là nếu mà nhà nước Việt Nam có những cái thái độ rõ nét cứng rắn với Google Google là công ty mẹ của YouTube và với Facebook nếu không có thì thôi dẹp ra khỏi nước Việt Nam thì tôi nghĩ rằng là chắc chắn những mạng xã hội này sẽ ngồi xuống và nói rằng là họ sẽ đồng ý để mà làm theo cái quy định của chính phủ Việt Nam Đồng ý tới mức nào đó thì thưa quý vị và siết tới mức nào đó Thì họ cũng nói rằng là chứ là họ Đã có Những cái quy tắc của cộng đồng Nhưng mà tại vì những người Mà làm youtuber hay là facebooker đó Không chịu giữ quy tắc đó thì Phải báo cho họ biết cái, Phải có người báo Vì không biết bao nhiêu Bao nhiêu triệu người mà đó. Bao nhiêu triệu người Dùng facebook mà Nói theo Bộ trưởng Bộ Thông tin của Việt Nam là 80 triệu dân Việt Nam xài Facebook. 80 triệu dân. Xin lỗi 60 triệu dân chứ. 60 triệu dân xài Facebook. Mà nếu mà xài Facebook mà như vậy là không có người báo, không có report đó. Thì khó lắm nhưng mà tôi thấy rằng là trên Facebook nếu ai report đó họ cũng đánh sập kênh. Xin lỗi họ 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 không cho sử dụng Facebook bao nhiêu ngày đó. Có những cái quy định như vậy nhất là sử dụng những cái từ ngữ là éo cha éo mẹ vô văn hóa, tục tiểu ngay cả cái việc mà chính phủ youtube đề rất là rõ ràng là xin khi vào vô và bình luận thì xin bình luận những cái ngôn từ có văn hóa nhưng mà những cái người mà vô bình luận thưa quý vị chữ tục, chữ tằng họ đã vô văn hóa chính họ thì họ xỉ nhục vô cái lương tâm của họ nên là chính phủ Việt Nam sẽ yêu cầu Facebook cũng như là YouTube để gì bảo là sẽ giữ quy định. Thì họ nói là họ sẽ giữ quy định. Nhưng mà khó lắm là tại vì sao quá nhiều người. Nhưng mà họ phát hiện ra ai được thì họ xử lý, họ chế tài. Và cũng y hệt như vậy cho Bộ Thông tin và Thương mại và Bộ Thông tin Truyền thông Việt Nam thưa quý vị. Cũng đâu có phải là biết ngay, đâu phải là thần thánh. Cũng phải có người báo cho Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam để họ xử lý và chế tài những kênh nào mà bẩn bừa dơ giấy mà có quảng cáo thì chắc chắn là bộ thông tin và truyền thông của Việt Nam báo cho YouTube hay là bên Facebook thì họ cúp ngay lập tức nhất là những cái vấn đề mà liên quan đến vấn đề chính trị đó những cái con người cứ hay bịa chuyện và kích động chỉ vì kiếm view chỉ vì kiếm view thôi à, thì à, điều đó là tôi nghĩ rằng là bộ truyền thông và thông tin Việt Nam khi mà họ nhận được những cái sự báo cáo của những người xem thì họ sẽ có chế tài như tôi nói là nó không có dễ dàng thưa quý vị không có dễ đâu vì Việt Nam đã quyết tâm cách đây mấy năm rồi nhưng mà cũng chưa có làm nổi thì bây giờ đó là quyết tâm lần nữa qua một nghị quyết nghị quyết 70 thì nghị quyết nó mạnh hơn nhiều quyết nó có một cái, cái sự quyết tâm rõ nét thì tôi nghĩ rằng là facebook và youtube cũng như instagram các mạng xã hội họ sẽ lưu ý hơn nhưng mà như tôi nói đó là quan trọng nhất không phải là những cái mạng xã hội xuyên, xuyên quốc gia đó mà chính những người chủ những người xài facebook phải có cái trình độ và có lương tâm chứ không phải mà thích vào là chửi rồi bới rồi bịa chuyện Chính những người sử dụng nếu mà họ có lương tâm thì đỡ rất nhiều cho mạng xã hội không bị rơi giấy và cũng đỡ mệt cho nhà nước Việt Nam. Cũng như là đỡ, đỡ mệt cho các chủ công ty mạng xã hội xuyên quốc gia. Thưa quý vị, đó là thông tin tôi xin gửi đến quý vị khán thính giả về nghị quyết 70 được ban hành vào ngày hôm qua 21 tháng 7 bởi chính phủ Việt Nam và góc nhìn của tôi về vấn đề này. Cá nhân tôi thì tôi rất hoan nghênh nghị quyết 70 vì tôi cho rằng đó là một nhu cầu để ngăn chặn những cái chuyện dơ giấy của xã hội trên mạng xã hội và tôi cũng tôi đã tuân thủ từ trước tới nay và tôi cũng sẽ tiếp tục tuân thủ như vậy chân thành cảm ơn tất cả quý vị và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau